Good morning, class. I'm so glad because you are here today. Today we are going to study Team 2, Lesson 1. But before studying the new lesson today, let's do a small task to review the knowledge of Team 1, please. Okay, so now let's go, class. So you look at on the screen and match the question in the first column with the suitable answer in the second column. Number 1. What did you do in the summer? Number 2. What are they doing? Number 3. Do you want to play badminton? Number 4. Where are you going? Number 5. What's he doing? Number 6. What's she doing? And the second column, A. I'm going to martial arts class. B. She's eating snacks. C. They are playing chess. D. Yes, sure. E. He's talking with his friends. F. I went camping. So number 1, we have to match with A, B, C, D, E, or F class. Now tell me your answer. That's right, we match 1 with F. I went camping. Now number 2. What are they doing? Now who can tell me your answer? Oh, yes, that's right. The correct answer is they are playing chess. Number 3. Do you want to play badminton? It's very easy to answer this question. And the correct answer is D. Yes, sure. Number 4. Where are you going? Okay. Yes, good job. We will match with A. I'm going to martial arts class. And number 5. What's he doing? Now, the correct answer of this question is he's talking with his friends. And the last one, what's she doing? We will match with B. She's eating snacks. Okay, class? We have to review some knowledge of Team 1. So, are you ready to study new lesson today? Yes. Now let's go. Team 2 Animals. Chủ đề của tiết học hôm nay là về động vật. And you can see two main contents on the screen. Number 1, new words. Từ mới. Và number 2, structure. Vậy chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu phần từ mới của bài học hôm nay nhé. A. Listen, point and say. Nghe, chỉ và nói. Okay, now we will start with number 1. You will listen 3 times and then repeat. So let's listen carefully, please. Number 1. Cow. Cow. Again. Cow. Cow. So look at the picture and give the meaning of this word, class. Cow. Con bò. Next one, number 2. Chicken. Again. Chicken. Again. Chicken. Chicken. Tell me the meaning. Correct. Chicken. Con gà. Next one, number 3. Goat. Goat. Again. Goat. Goat.
And what does mean glass? Con dê. Chúng ta chú ý âm đuôi của từ goat là t. Vì vậy các con nhớ đọc cho chính xác nhé. Goat. Goat. Again. Goat. Okay, good job, class. Now next one, number four. Duck. 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 Con vịt, đúng chưa? Và âm đuôi của chữ duck là âm k. Vì vậy các con phải đọc là duck. Duck. Okay? Now next one, please. Horse. Again. Horse. Again. Horse. 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 Con gì đây cả lớp? Very easy. Horse. Con ngựa. Now listen carefully. Sheep. Sheep. Again. Sheep. 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 Con cừu. Okay, so now it's time for you to listen six words again. One. Cow. Two. Chicken. Three. Goat. Four. Duck. Five. Horse. Now time for you to read aloud six words together. Six. Sheep. Yes. Now time for you to read aloud six words together. Number one, cow. Number two, chicken. Number three, goat. Number four, duck. Number five, horse. And number six, sheep. So can you remember how to read and the meaning of these words? And so to check your understanding, let's do a small task, please. Listen and choose the correct picture. Nghe và chọn bức tranh đúng. Now listen carefully, class. Number one. Goat. Again. Goat. 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 So which picture do you want to choose? Yes, picture number 3 là bức tranh số 3 từ trên xuống đúng không? Goat, con dê. Goat. Now number 2. Sheep. Again. Sheep. Again. Sheep. Sheep. So the correct picture is picture number 4. Sheep. Sheep. Now number 3. Chicken. Again. Chicken. 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 Yes. That's right. Chicken. Chicken. Now number 4. Duck. Again. Duck. 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 Now tell me your answer, class. Of course, it's a duck. Duck. Number 5. Horse. Again. Horse. Again. Horse. Horse. Yes, the last picture. Horse. Horse. And number 6, please. Cow. Again. Cow. Again. Cow. Cow. Yes. Con bò đúng chưa nào? Cow. Okay. So that's the end of part A. Listen, print, and say. Now let's move to the next part. Structure. Mời các con cùng đến với phần tiếp theo nhé. Phần cấu trúc. Now look at the pictures and answer some questions, please. Number one. What animal is this? Các con có thể trả lời bằng tiếng Việt nhé.
What animals is this? Đây là con vật gì nào? Yes, it's a cow. Đó là một con bò. Number two. Is the cow eating? Eating là đang ăn. Vậy trong câu hỏi này cô muốn hỏi là is the cow eating? You look at the picture and answer my question please. Nhìn vào bức tranh và cho cô câu trả lời của các con nhé. Yes or no class? Đúng rồi, con bò đang ăn cỏ. Vậy đối với câu hỏi số 2, is the cow eating? Con bò đang ăn phải không? Thì mình sẽ có câu trả lời là yes it is. Now number 3. Is the cow running? Cô có từ running là đang chạy. Vậy is the cow running? Con bò có phải đang chạy không? Yes or no? Yes, of course. No, it isn't. Không phải, nó không phải đang chạy đâu đúng không? Rõ ràng là nó đang ăn mà đúng chưa? Ok, so mời các con nhìn kỹ vào cấu trúc cho cô nhé. Rồi, ở đây có hai phần mà chúng ta có thể thay thế để tạo thành một câu hỏi khác. Đó là phần số 1 và phần số 2. Cô có in đậm bằng mực đỏ rồi nhé. We can replace by the name of the other animals such as cow, chicken, goat, duck, horse, and sheep. Vậy ở phần thứ nhất thì chúng ta có thể thay thế bằng tên của các loài vật như là cow, con bò, chicken, con gà, goat, con dê, duck, con vịt, horse, con ngựa và sheep là con cừu. Và ở phần số 2 thì chúng ta có thể thay thế bằng những động từ ở dạng tiếp diễn thể hiện những hoạt động như là, rồi mời các con nhìn lên màn hình để theo dõi nhé, như là bức tranh thứ nhất này. Cô có từ swimming, đang bơi, động từ ở dạng tiếp diễn của từ swim. Swim là bơi, vậy swimming là đang bơi. Hoặc là cô có từ thứ hai này. Hình gì đây nào? Flying, đang bay. Flying, đang bay. Now next one class. Con ngựa đang gì đây? Đang chạy đúng không? Đang chạy. Vậy cô có từ đang chạy là running. Ok, now repeat again. Running. Running. Now next one please. Con dê đang nhảy. Vậy đang nhảy cô có là jumping. 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 Và một động từ ở dạng tiếp diễn cô muốn đề cập ở bài đó là walking. 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 Đang đi. Được chưa nào? Như vậy vừa dựa vào những gì cô vừa phân tích thì các bạn có thể cho cô những câu hỏi khác nhau được không? Cô sẽ đọc tiếng Việt mà mời các bạn dịch câu của cô sang tiếng Anh nhé. Con ngựa đang chạy phải không? Is the horse running? Ok. Rồi number 2, ví dụ thứ hai nha. Con dê đang nhảy phải không? Is the goat jumping? Ok, that's right. Okay, so now you let's look at the picture of the chicken and answer my question, please. Và bây giờ mời các con nhìn vào bức tranh về con gà và trả lời câu hỏi của cô nhé. Is the chicken eating? Okay, again, I will read again. Is the chicken eating? Now tell me the correct answer. Good job. No, it isn't.
Vì sao câu trả lời là no it isn't nhỉ? Bởi vì là câu hỏi của cô is the chicken eating? Con gà đang ăn phải không? Nhưng mà các con nhìn thấy con gà trên màn hình là nó đang bay, vì vậy câu trả lời phải là no it isn't. Now answer number two please. Look at the picture of the goat. Mời các con nhìn vào bức tranh của con dê nha. Is the goat jumping? Oh, well done class. Yes, it is. Câu trả lời là yes, it is. Vì là trong bức tranh là con dê đang nhảy, đúng với cái câu hỏi của cô là con dê đang nhảy phải không? Vì vậy câu trả lời sẽ là yes, it is. Okay, class. So now let's do a task together, please. Listen and put the tick or cross in the box. Nghe và đặt chỗ tick hoặc là dấu cross vào ô trống nhé. Number one is an example. Câu số 1 là câu ví dụ nào. Mời các con lắng nghe cẩn thận nhé. Look at the pictures. Listen. There is one example. One. Is the chicken eating? No, it isn't. Oh. It's walking. Can you see the cross? This is an example. Now listen and put a tick or a cross in the box. Is the chicken eating? Con gà đang ăn phải không? Và câu trả lời là no, it isn't. Không, không phải. It's walking. Nó không phải đang ăn mà nó đang đi đấy. Vì vậy mình phải đặt dấu gì đây? Cross vào ô trống này nha. Now you listen number two, please. Two. Look, it's a sheep. Is the sheep eating? Yes, it is. So we have to put a tick across, class. Yes, we have to put a tick. And number three. Is the duck swimming? Yes, it is, Alfie. Is the duck swimming? Yes, it is, Alfie. Con vịt có phải đang bơi không? Và đúng, nó đang bơi thì mình sẽ đặt dấu gì đây nhỉ? Dấu tick. Now number four. Four. Is Grandpa walking? No, he isn't. He's riding a horse. Me too! No! So the correct answer is we have to put the cross. Chúng ta phải đặt dấu chéo bởi vì câu hỏi là người ta hỏi là is grandpa walking? Ông có phải đang đi bộ không vậy? Nhưng mà không phải ha. He's riding a horse. Ông ấy đang cưỡi ngựa cơ. Như vậy chúng ta vừa cùng nhau hoàn thành bài tập B2 listen and tick or cross. Và bây giờ để thực hành cấu trúc được tốt hơn thì mời các con đến với phần cuối cùng của tiết học hôm nay nhé. Okay, so now you look at the picture and the keywords and fill the correct word in the blank and then answer the question. Mời các con nhìn vào bức tranh và sử dụng từ khóa ở trong bức tranh điền từ thích hợp vào chỗ chấm và sau đó trả lời câu hỏi nhé. Number 2, mình thấy hình con gà và từ khóa là flying. Vậy mình sẽ phải điền từ gì vào ô số 1 và số 2 đây cả lớp? Number 1, is the chicken gì nhỉ? Flying, is the chicken flying? Con gà đang bay phải không? Và hình thì hình là con gà nó đang đứng, vì vậy mình sẽ phải trả lời là no, it isn't. Đúng chưa? Now number 3 class. Is the Yes, bức tranh là con ngựa, vì vậy mình sẽ phải điền là is the horse. Từ khóa jumping thì mình đã điền vào. Is the horse jumping? So your answer is yes, it is, or no, it isn't, class?
Okay, so the correct answer is yes, it is. Câu trả lời đúng là yes, it is. Vì đúng, nhìn vào bức tranh thì mình thấy con ngựa nó đang nhảy. Vì vậy mình sẽ phải trả lời là yes, it is. Now number 4. Is the goat hình con dê, vì vậy mình phải chọn từ là goat và điền chìa khóa là running. Is the goat running? Yes or no class? Con dê có phải đang chạy không nhỉ? Đúng rồi, nó đang chạy, nó chạy rất là nhanh đó ha. Vì vậy câu trả lời là yes it is. Now next one, number 4 please. Is the duck walking? And tell me your answer. Your answer is no, it isn't. Không, nó không phải đâu, bởi vì con vịt nó đang bơi chứ không phải là đang đi. Được chưa nào? Mình có thể thấy trong bức tranh đó. Now number 6, the last one today. Is the sheep và điền từ khóa vào jumping. Oh sorry, wait a minute please. Is the sheep jumping? Con cừu có phải đang nhảy không? Nhưng bức tranh lại là con cừu nó đang ăn cơ. Vì vậy câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là no, it isn't. Okay, so that's enough for you today. Thanks for listening and see you later. Goodbye.